Có một lần, khi tôi kể lại chuyện này cho một đệ tử, anh ta đã nhận xét rằng: "À, ra thế đấy, người nào không làm việc thì không được ăn, có phải vậy không, thưa thầy?" Nếu xét hai câu nói này của bá trưởng và của người đệ tử kia, thoạt nhìn thì có vẻ giống nhau, nhưng thực ra là khác hoàn toàn. Cái khác biệt giữa sự đối mặt với một người và ra lệnh rằng người nào không làm là không được ăn, với câu tự nói với chính mình: "Nếu tôi không làm, tôi sẽ không có ăn", là khác biệt với nhau một trời một vực. Câu nói trước mang một vẻ khiêu khích và có tính cách tranh cãi, trong khi câu nói sau là một nhận định thật sâu sắc từ trong nội tâm mà ra. Sau thời lao tác và bữa ăn tối có dược tính của món hổ lốn, chữ bữa ăn chính đúng ra được viết theo chữ Nhật là dược thạch. Các vị sư đi vào trong thiền đường và tọa thiền ở đó cho đến 9 giờ tối. Trong khoảng thời gian này, họ cũng có một buổi tham thiền chính thức với thầy nữa. Đến 9 giờ tối, lại có một thời tụng kinh đặc biệt trước khi đến giờ đi ngủ. Một chữ dùng có ý nghĩa là hết áp dụng luật lệ cho ngày hôm đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là khi thời tụng kinh đã chấm dứt và đèn đuốc đã tắt hết, mọi người đều đi ngủ ngay. Khi tiếng tụng kinh vừa xong, vị sư trưởng rung chuông lên rồi, các học tăng nhanh chóng cởi áo tràng ra, lấy chăn gối từ kệ xuống, rồi chui vào giường ngủ một cách trật tự. Đó là tạm thời thì có vẻ như vậy. Chắc các bạn chưa bao giờ có dịp thấy bên trong một thiền đường ra sao, nhưng bạn có thể tưởng tượng đó như là một trại lính vậy. Tôi đã từng nghe nói, khi phái thiền tông muốn xây dựng một thiền đường, họ trông vào trại lính làm gương mẫu. Dọc mỗi bên thiền đường là một hàng dài chiếu tatami. Mỗi học tăng được chỉ định một chiếu để tọa thiền, ngủ và sống ở trong đó. Ở giữa hai hàng chiếu là một lối đi lát gạch theo kiểu Trung Hoa. Chăn chiếu chỉ gồm có một cái niệm phu tông, được xếp làm hai và vừa dùng để nằm vừa để đắp, còn được gọi là nệm phu tông lá sồ. Vì vị tăng nằm gọn trong cái phu tông đó giống như một chiếc bánh nếp nhân đậu gói gọn lõn trong một chiếc lá sồ. Vị tăng nào quen nằm với tấm nệm như vậy sẽ quấn mình trong đó thật khéo như một miếng cơm quấn rong biển, và sẽ thấy ấm áp vô cùng. Bất cứ lúc nào, dù mùa hè hay mùa đông, tấm nệm duy nhất này cũng được dùng làm chăn chiếu cho người học tăng. Vừa khi vị sư trưởng phụ trách thiền đường với cây gậy trong tay gọi là Keisaku đã đi kiểm soát xong xuôi những hàng người quấn mệnh như quấn trong biển, đèn sẽ tắt và vị sư trưởng sẽ rời khỏi thiền đường. Ngay lúc đó, mọi người đồng loạt chui ra khỏi giường và lại mặc áo tràng vào, tọa cụ ôm trong tay, đi ra ngoài tìm một chỗ trống dưới mái hiên chính điện hay trên bia một ngôi mộ nào đó, ai có chỗ nấy, và bắt đầu tọa thiền ban đêm. Tôi thường hay chọn một mộ bia nào có nền cao nhất để ngồi thiền ban đêm. Tôi đã thật sự tin tưởng một cách trẻ con rằng ngồi ngất ngưỡng trên một tảng đá cao rõ ràng là một chỗ nguy hiểm, nếu lỡ ngủ gục sẽ khiến cho tôi không dám ngủ gục. Cho đến 9 giờ tối, tất cả mọi người đều ngồi thiền chung với nhau trong thiền đường. Rồi sau đó, khi luật lệ trong ngày chấm dứt, mọi người đều tự nguyện ngồi thiền riêng. Đối với một học tăng mới đến trong thiền viện, những thông lệ này thật là quá cam go. Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi bắt đầu nhận thấy rằng hành thiền ban đêm như vậy là thực sự có lợi ích. Cũng tự như mỗi người đều có một nét mặt riêng biệt, hoàn cảnh của mỗi người cũng hoàn toàn đặc thù cho người ấy, cho nên trong thế gian này có vô lượng hoàn cảnh riêng biệt khác nhau. Cái tâm nguyên thủy mà mỗi người chúng ta đều sẵn có từ khi sinh ra là một điều vi diệu vô cùng. Nhưng những ấn tượng quân tập từ các kinh nghiệm trong đời và kiến thức thâu thập đều khác nhau với mỗi người. Vì thế, sau khi những ngọn đèn đã tắt, để ra một thời gian cho mỗi người ngồi thiền riêng là sự cần thiết.
theo thứ tự thâm niên, những vị sư trở lại thiền đường đi ngủ. Và điều đó có nghĩa là người nào mới nhất trong các vị sư thường chỉ đi ngủ khi đã tới nửa đêm. Và như thế, ngay cả trong những ngày bình thường, họ cũng chỉ có được 3 tiếng đồng hồ để ngủ. Vốn sẵn yếu đuối, tôi luôn luôn cảm thấy như mình ngất đi hơn là ngủ đi. Hơn thế nữa, trong thời gian một tuần chuyên tu gọi là tiếp tâm, sơ sinh, giờ ngủ lại còn bị cắt sáng thêm nữa. Miêu tả những thông lệ này, trong thiền đường có lẽ sẽ vẽ lên một lối sống cực kỳ khắc khổ. Nhưng trong thời kỳ mà có người còn đang tràn trề sức sống và năng lực, sẽ không thể nào đạt được sự định tâm trong tọa thiền nếu ta ngủ bất cứ lúc nào muốn ngủ và ăn bất cứ lúc nào muốn ăn. Cũng trong ý nghĩa đó, những thực phẩm chay lạc cũng giúp cho tâm được yên tịnh phần nào. Và tôi tin rằng đó cũng là điều cần thiết. Trong đời sống thiền viện, sự sở hữu riêng tư được giới hạn nghiêm ngặt. Những vị sư sống trong sự giản tiện tối đa, những đồ dùng cần thiết chỉ có một tấm khố, áo trong bằng vải bông, khăn buộc bụng và áo kimono một lớp. Ngay cả trong mùa đông cũng không có áo kimono dày hoặc hai lớp để mặc. Chính tôi cũng không bao giờ có được một cái áo lót cho đến khi tới trên 30 tuổi. Về mùa đông, áo ngoài mặc dày hơn một chút, nhưng áo trong cũng vẫn mỏng. Áo kimono cũng chỉ có một lớp và rồi đến áo tràng. Vì vậy, chỗ duy nhất trên thân mình mà không bị gió trực tiếp thổi vào là khu vực ở giữa bụng được quấn khăn chặt. Chúng tôi gần như là trần trụi với hầu hết thân thể tiếp xúc trực tiếp với không khí ở ngoài. Lúc cảm thấy buốt giá nhất là về buổi sáng tinh mơ, khi bị dựng dậy khỏi giường trong bóng đêm tê tái của mùa đông. Khi đó, người tăng sĩ vội vàng ướp lạnh thân mình, bởi vì khi toàn bộ thân mình đã lạnh hết rồi thì không còn cảm thấy lạnh nữa. Tôi thấy rằng tọa thiền trong mùa đông là thật sự biết đến cái không khí lạnh, cảm thấy nó đi vào qua cửa tay áo để được thân sưởi ấm một chút, xong lại truyền lên ngực, dâng tới cằm như một dòng lưu chuyển ấm áp vậy. Bất kỳ mùa nào cũng vậy, những vị sư chỉ đi giới trong những dịp lễ đặc biệt. Cái quai của đôi guốc cổ là bằng lá tre đan lại, cũng như những dây của đôi dép rơm mà họ đi đã cọ sát và làm cho da chân của họ dày lên. Vì thế, da chân của một vị sư còn dày hơn là gót chân của một người thường. Sống một cuộc đời thiếu thốn như vậy, buồn ngủ là một căn bệnh kinh niên, và dạ dày cũng đói quanh năm suốt tháng. Ngay cả một người có lòng ham muốn thật nhiều cũng chỉ còn đơn giản một ước muốn thèm được ăn và ngủ nhiều hơn. Những bà già thường đặc biệt cúi chào kính cẩn khi thấy chúng tôi chân trần đi những đôi dép rơm ra ngoài khất thực trong đường phố lạnh giá mùa đông. Tuy nhiên phải nói rằng, sau thời gian chừng hơn một năm, hầu hết các vị tăng cũng quen với đời sống thiền viện và những cực khổ vật chất không còn có ảnh hưởng mấy nữa. Thật ra, phương diện khổ tâm nhất trong sự tu tập không phải là sự cực khổ thân xác, mà là cái khổ tinh thần trong những lần đối đầu riêng tư với Thầy. Cái khổ này chắc chắn là sau một năm cũng không biến đi đâu được. Trọng tâm của mỗi lần gặp gỡ riêng với Thầy là sự trình bày kiến giải của người đệ tử về công án. Để thí dụ, tôi xin dùng một trong những công án nổi tiếng nhất. Hãy chỉ cho tôi thấy bộ mặt bản lai trước khi cha mẹ anh sinh ra. Nói cách khác, công án này hỏi là: cái gì là bản thể chân thật của anh trước khi được cha mẹ sinh ra? Một vài người trong số các bạn sẽ cho những câu hỏi loại này là vô nghĩa. Nhưng vị sư được giao cho công án này, biết là thế nào ông ta cũng phải đưa ra một câu trả lời cho thầy sáng ngày hôm sau. Sẽ bắt buộc phải làm việc với công án đó như là chuyện sống chết vậy. Sự tham khán đến cùng cực công án ấy khiến điều đầu tiên ông ta nhận ra là, trong khi thân vật chất này được sinh ra từ cha mẹ, sự sống đang được tiếp tục một cách vô hạn định. Không đứa trẻ nào được sinh ra sau khi cha mẹ nó đã chết rồi. Bị mê hoặc với cái chết của thân xác, chúng ta phân biệt ra đời sống của cha mẹ, đời sống của đứa con, đời sống của tôi, đời sống của anh.
Nhưng trên thực tế, dù cho chúng ta có đi trở ngược lại quá khứ không ngừng, đời sống mà chúng ta đang sống hiện tại là một sự tiếp diễn vô hạn, không thể định rõ được đâu là điểm khởi đầu của nó. Bằng sự lý luận, chúng ta cũng có thể hiểu được điều này. Nhưng hơn thế nữa, chức năng lớn của đời sống chính là chức năng của tâm. Nếu dùng lý trí thuần túy để nghĩ đến điều này, ta sẽ tự hỏi rằng, đi vượt ra khỏi cái mà ta gọi là cái ta, cái gì là bản chất làm nên sự sống vô hạn định? Đi vượt ra khỏi cái ta mà chúng ta phân biệt dựa trên những sự khác nhau nhỏ nhặt như khác nhau về nét mặt, về cá tính, khả năng. Cái gì là cái ta nguyên thủy, thực sự thường hằng? Dần dần rồi tất cả mọi người ít nhất cũng nhận ra được đây chính là câu hỏi của công án. Nhưng dù người thiền sinh có biết được tới đó, ông ta vẫn còn phải gặp rất nhiều khó khăn trước khi có thể nói với lão sư rằng đây chính là bộ mặt bản lai của tôi. Gần như bao giờ cũng vậy, ông ta sẽ bắt đầu bằng cách đưa ra đủ mọi lý luận trống rỗng. Vì thầy lúc đầu sẽ yên lặng lắng nghe, xong rồi rung chuông lên, ám chỉ cuộc thanh thiền đã chấm dứt và người kế tiếp phải đi vào. Dần dần qua một thời gian, vị thầy sẽ quát lớn lên: ta không cần nghe giải thích gì cả, bỏ hết những lý thuyết đó đi và chỉ cho ta bộ mặt bản lai của người như thế nào. Người học tăng rốt cuộc sẽ cảm thấy như muốn phát khùng. Những vị sư không tụ tập một chỗ đợi chờ đến phiên mình để trả lời câu hỏi về thiền theo thứ tự đối tiếp nhau. Rồi bây giờ đến người kế tiếp. Thực tế là khi đến giờ tham thiền, vị tăng phụ trách sẽ đem một cái chuông nhỏ ra một nơi giữa chừng của thiền đường và phòng tham thiền của thầy, rồi để ở đấy. Lão sư cầm một cái gậy dày gọi là trúc bề, xếp bề, đã chờ đợi sẵn sàng trong phòng. Khi chuông rung, những vị tăng đang ngồi tọa thiền sẽ phải bước ra ngoài thiền đường, xếp hàng trước cái chuông và chờ đợi đến phiên của họ. Khi lão sư ra hiệu, những vị sư lần lượt từng người một sẽ đến rung chuông để báo trước họ sẽ bước vào phòng tham thiền. Một khi vào trong phòng lão sư rồi, thầy với trò hoàn toàn một mình trong đó, sẽ trao đổi một cuộc đối thoại thiền. Không ai có thể nghe được cuộc đối thoại này. Khi lão sư quyết định chấm dứt buổi họp, ngài sẽ rung chuông tay lên và học tăng cúi đầu vái chào rồi lui ra, chạm trán trên đường đi với người kế tiếp đang vào gặp thầy. Sự gặp gỡ riêng tư này với thầy diễn ra hai lần trong ngày, mỗi sáng và buổi tối trong những ngày thường, và ba lần một ngày trong tuần lễ chuyên tu. Ngoài ra, có một khoảng thời gian tu tập đặc biệt gắt gao gọi là tiếp tâm lạp bát, Prohasu Osesin, diễn ra một lần trong năm, từ ngày mồng 1 tháng Chạp suốt cho đến rạng ngày 8 tháng Chạp, khi gà bắt đầu gáy sáng mới chấm dứt. Tuần lễ quân tu ráo riết này để kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc ngôi sao mai xuất hiện trong rạng sáng ngày mùng 8 tháng Chạp. Trong tuần lễ này, không ai được nằm xuống ngủ, và thời tham thiền với thầy tăng lên 4 lần trong ngày. Bao nhiêu lý luận cũng không thể giúp người học tăng có thể thông qua công án được. Và khi không còn lý luận nào đem ra nữa, nghe tiếng chuông rung vào gặp thầy, ông ta sẽ cảm thấy không muốn rời khỏi thiền đường chút nào. Trong những ngày thường, học tăng có thể được phép bỏ bữa tham thiền đó và chí tâm tiếp tục tọa thiền. Nhưng trong tuần lễ chuyên tu, hai hay ba vị sư huynh tiền bối sẽ xuất hiện như những hung thần, lôi cổ người học tăng đó ra khỏi gối thiền và bắt phải đi gặp thầy. Học tăng không thể nào tránh vào gặp thầy chỉ bởi vì ông ta không có câu trả lời cho công án được. Nếu nhìn vào những cột nhà giữa thiền đường và phòng tham thiền, ta sẽ thấy vô số những vết chày. Đó là những dấu vết ấn chứng sự tuyệt vọng của những vị tăng không có câu trả lời cho công án, đã cố bám vào cột khi họ bị những sư huynh lôi đi vào phòng tham thiền. Có nhiều khi vị tăng nào kiên quyết bám dính vào cột sẽ bị gậy đánh vào tay. Sự đau đớn sẽ làm ông ta phải buông tay ra và bị kéo đi đến gặp thầy. Vị tăng nào đến gặp thầy mà im lặng, không có câu trả lời,
thế nào cũng nghe thầy quát lớn: "Ngươi làm gì ở đây nếu không có gì để nói?" Và rồi sẽ bị đánh với cây gậy dày của thầy, bị tấn công từ mọi mặt. Vì Tăng biết rằng nếu ông có thoát được kỳ này cũng sẽ có kỳ khác, chỉ trong vài tiếng nữa thôi, và buổi tối hay buổi sáng tinh mơ hôm sau. Dù có lười biếng hay khôn lanh đến đâu, vị Tăng cũng sẽ bị dồn vào thế kẹt mà ông sẽ không thể tìm cách thoát ra được bằng những cách giá díu tạm thời. Sự tu luyện kiểu này đặc biệt được dùng trong các thiền viện lâm tế, đối nghịch với cách tu của thiền viện tạo động. Kết quả của sự tu luyện này là tôi thường mơ thấy mình được giác ngộ khi ở trong thiền đường. Tỉnh dậy, phần nhiều tôi hay thấy là kinh nghiệm giấc mơ ấy chẳng có gì đáng kể và không có ích lợi gì. Tuy nhiên có những lần kinh nghiệm giác ngộ trong mơ kéo dài ngay cả khi tôi đã tỉnh dậy. Có vài ba lần khi xảy ra như vậy, tôi đã đi gặp thầy trong sự hứng khởi và được thông qua công án. Hàng đêm, khi cuối cùng được quấn mình trong tấm mền lá sồi, thay vì ngủ, tôi thiếp đi trong một cơn mê mệt, để rồi một lúc sau đã bị đánh thức cho một ngày mới. Nhưng mỗi lần rơi vào trạng thái mê mệt này, công án vẫn là cái sau cùng còn lại trong ý thức của tôi. Tuy thân tôi ngủ, nhưng trong tiềm thức vẫn chần dần cái diễn tượng phải đối diện với thầy vào sáng sớm hôm sau. Cảm giác bị tra hỏi vẫn tiếp tục tồn tại, và câu bộ mặt bản lai vẫn vang vọng ngay cả trong giấc mơ. Rồi một buổi sáng, khi vị Tăng có nhiệm vụ đánh thức chạy ngang qua thiền đường, rung chuông lên và hô lớn: "Thức dậy, thức dậy!" Nghe tiếng gọi đó, ngay cả khi còn chưa ra khỏi cơn ngái ngủ, cái cảm giác bị tra hỏi, bộ mặt bản lai đã sẵn sàng ở đó rồi. Ý thức về câu hỏi nan giải trong tâm sẽ thức dậy trước, rồi mới đến ý thức chung. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng đó là kinh nghiệm tu tập của tôi ở chùa Đại Đức. 4. Không bao giờ hết tu. Ngay cả đối với những người đang theo một nếp sống khắc khổ như trong tu viện, sự buông bỏ những thói quen quân tập từ lâu đời lâu kiếp cũng không bao giờ dễ dàng được. Chúng ta hành xử dựa theo những phán đoán trong những giá trị mà chúng ta đã chọn sẵn, phân biệt những hình tướng mà mắt chúng ta nhìn thấy, phân biệt những âm thanh mà tai chúng ta nghe, phân biệt những mùi mà mũi chúng ta ngửi. Chúng ta phân biệt những gì mà lưỡi chúng ta nếm, tưởng tượng đủ thứ qua xúc giác cảm thấy ngoài da, lập thành những định kiến trong ý thức. Chúng ta so sánh và đối chiếu tất cả mọi thứ mà chúng ta gặp. Đối với tôi, không phải là điều đơn giản để thoát ra khỏi thói quen làm việc như thế của tâm trí và kinh nghiệm được một cách thuần túy và trực tiếp sự đồng nhất thể giữa cái ta và ngoài ta. Để có thể nắm trọn tức thời mọi tình thế xảy ra, một hiện tượng được gọi là cách triết lý hơn là sự kinh nghiệm thuần túy, tôi phải vượt qua được nỗi sợ hãi cái chết. Tôi phải thú nhận rằng, từ trước cho đến khi có được kinh nghiệm này trong tu viện, đời sống của tôi chỉ toàn là một sự nối tiếp không ngừng của những nỗi khổ thể xác và tinh thần. Tôi xin kể lại đây một sự việc ngu xuẩn đã xảy ra khi đi khất thực. Ở trong thời kỳ mà dù ngủ hay thức, công án cũng tràn ngập trong đầu óc của tôi, và ý nghĩ duy nhất của tôi lúc đó chỉ là tôi muốn được giác ngộ, tôi muốn được giác ngộ. Không để ý đến cái gì đang ở trước mặt hay sau lưng, tôi đã đâm sầm vào một vật gì. Nhìn lại thì hóa ra tôi đã đâm bổ vào mông của một con bò. Ngay lúc vừa nhận ra tôi đã đâm vào mông con bò, ngoài sự ngạc nhiên ra, điều đầu tiên tôi biết được trong tâm là: ồ, giác ngộ chính là đây. Trong nội tâm chúng ta có những khán giả kiên cố nhất, luôn luôn phê bình và phán đoán tình trạng của mình. Ngay cả khi người ta đã đến tình trạng hoàn toàn kiệt lực, trong tâm trí thường có một người bảo vệ vốn hay phân biệt và không bao giờ quên được cái ta, vẫn luôn luôn bận rộn ở đó, thì thầm bỏ nhỏ đủ mọi thứ linh tinh tầm phào. Trường hợp của tôi bị chi phối bởi chút kiến thức và kinh nghiệm nhỏ nhoi mà tôi đã quân tập. Cái giọng nói bảo vệ kia cũng thì thầm một điều vô căn cứ nhất như sau: nếu ta cứ tiếp tục như thế này, ta sẽ chết mất, phải ngừng ngay đi thôi. Tọa thiền rồi lại tọa thiền,
tôi chẳng gặt hái được gì ngoài sự buồn nản và mệt mỏi. Cả đầu óc lẫn thân thể tôi bắt đầu không hoạt động được bình thường. Ý nghĩ tôi sẽ chắc chắn phải chết nếu cứ tiếp tục như thế này, cứ lẩn vẩn biết bao nhiêu lần, làm gián đoạn sự tu tập của tôi. Nhưng để cho bạn được biết kết cuộc trước khi diễn giải lại, tôi có thể nói là mọi sự đã không hề đi đến cái ngõ rẽ mà tôi đã lo sợ ấy. Sự kiệt lực và những nỗi khổ tận cùng không làm cho chết đi được, mà trái lại đã biến thái theo một đường vòng và đi trở về ngay chỗ khởi điểm mà tôi đã bắt đầu. Một đêm nọ vào lúc nửa đêm, tôi đang ngồi với cả một khối mệt mỏi đè nặng trên cái gối tọa thiệt, đầu óc và tâm trí như mê muội đi trong một tình trạng mơ hồ, không còn cả sức lực để khơi dậy cái ước muốn được giác ngộ nữa, thì đột nhiên màn sương mù dày dặc bao phủ bỗng tan ra và cả một thế giới sáng tỏ chợt hiển hiện. Thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, nhưng đó là một thế giới trong đó không còn thấy có cái tôi. Tôi không thể nào cắt nghĩa cho đầy đủ trạng thái ấy như thế nào. Nếu cố tìm cách giảng giải sẽ bị lạc qua một hướng khác. Có một điều tôi chắc chắn là trong giây phút ấy, tôi đã nhận thức được tính thanh tịnh hoàn toàn của tâm thể tôi đã có ngay khi vừa sinh ra đời. Tôi không thể nào đè nén được sự quan lạc dân trào, không muốn về phòng đợi đến tiếng chuông đánh thức sáng mai. Tôi đã đột xuất đi gặp thầy và được ngài cho phép rời chùa trong vòng 2 tiếng đồng hồ để đi báo tin về kinh nghiệm này cho lão sư Jurgen. Tôi đi bộ qua bóng đêm tối đen về chùa Dai Xuyên trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Khi tôi tới nơi, lão sư vẫn còn nằm trong giường ngủ. Tôi bò đến gần gối của ngài, nói gọn: "Rốt cuộc con đã thấy rồi." Lão sư ngồi bật dậy, chăm chú nhìn tôi một lúc thật soi mói, rồi nói: "Bây giờ mới là bắt đầu, mới là bắt đầu thôi. Hãy an trụ cho vững chãi." Đó là tất cả những gì ngài đã nói với tôi. Từ lúc đó cho đến 16 năm về sau, cho đến khi tôi bước vào tuổi 40 và lão sư Jurgen qua đời vào tuổi 87, dù ở trong thiền viện hay nơi tự viện, tôi cũng vẫn tiếp tục tham công án. Không, tôi phải nói rằng tới bây giờ tôi vẫn còn tiếp tục. Ở đây không phải chỉ là vấn đề của công án thiền, mà là vấn đề công án sống thực của cuộc đời con người, vẫn tiếp tục mãi mãi vô hạn định. Thức tỉnh thấy được bộ mặt bản lai của mình, giác ngộ không có nghĩa là khả năng có thể giải thích con người của mình hay biết được nguồn gốc của mình. Giác ngộ là sự giải thoát khỏi những vướng mắc của kiến thức và kinh nghiệm riêng tư đã tích lũy và bám chặt từ lâu đời, lâu kiếp mà chúng ta không hề hay biết. Như những chất cặn đóng lại hay chất cholesterol bám chặt trong mạch máu của chúng ta vậy. Đó là sự biểu hiện linh động, sống thực của cái tâm nguyên thủy đã có sẵn khi chúng ta sinh ra. Cái tâm không hình tướng, không trí óc, không trụ vào đâu cả, cũng không bám theo sắc trần hay tư tưởng, nhưng lúc nào cũng chuyển dần thật năng động. Nói cho cùng, giác ngộ không phải là điểm chung cuộc, mà là điểm khởi đầu nhiều hơn. Tôi đã nói rất dài dòng về cuộc đời trong một thiền viện. Một vấn đề có vẻ như hoàn toàn không dính dáng gì đến cuộc sống riêng tư của bạn đọc. Tuy nhiên, tất cả mọi người không cần biết họ sống cuộc đời như thế nào, đều xem bản thân mình là quý hơn hết thảy. Tất cả mọi người đều muốn được hạnh phúc, và giác ngộ là điểm khởi đầu của nguồn hạnh phúc. Chúng ta có thể dùng chữ niềm tin nơi con người thực thay cho chữ giác ngộ. Niềm tin nơi con người thực sự của mình là một điều cần yếu để đưa đến hạnh phúc. Năng lực của niềm tin nơi chính mình không đạt được nhờ sự tu luyện. Năng lực rộng lớn ấy vượt trên xác thân của chúng ta, chính nó đã đem sự sống vào con người chúng ta. Mục đích của sự tu thiền là đánh thức năng lực sẵn có ấy mà chúng ta đã quên mất đi, chứ không phải để lấy vào một năng lực mới nào. Khi bạn đã tìm kiếm và tìm kiếm đến tận cùng, bạn sẽ nhận ra cái mà bạn đã sẵn có từ lúc ban đầu. Ngay cả từ trước khi bạn bắt đầu tìm kiếm là tràn đầy nhiệm màu như thế nào,
Sau khi bạn đã gõ cửa không ngừng và liên tục, bạn mới nhận ra là thật ra cửa đã mở rộng ngay cả từ trước khi bạn bắt đầu đập tay vào. Tu chính là để đem điều đó lại cho chúng ta. Không chỉ ở những nơi chốn được đặc biệt lập ra cho sự tu tập, mà bất cứ lúc nào và ở đâu, một con người nỗ lực trong sự trang nghiêm, không lo lắng gì đến kết quả và không lùi bước trước những sự thất vọng, là một người chân tu, một người thực sự đi theo con đường đạo. Tôi tin tưởng rằng chỉ một điều đó cũng là một hình thức đem lại sự an vui lợi lạc cho con người.